Thì mọi người để ý là mới lên một lớp sơn lót thôi nhé, chưa phải là sơn phủ màu. Bởi vì khí hậu Việt Nam mình nó quá khắc nghiệt. Sử dụng sau 2-3 năm chúng ta sẽ biết ngay những cái thớt gỗ nó sẽ không còn độ ổn định. Đặc biệt là đây nó có những cái góc bo cong này, nó sẽ bảo vệ được cái phần an toàn đấy anh. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Ngày hôm nay thì tôi cùng với Ngọc Huyền đang có mặt tại Thường Tín, Hà Nội. Dạ. Thường Tín, Hà Nội để cùng ghé thăm một công trình rất là đẹp. Một công trình nhà phố nhưng lại thiết kế theo phong cách nhà vườn. Thì chúng tôi đang có mặt tại trục đường thôn thôi, ở trong ngõ thôi. Nhưng mà hai ô tô có thể tránh nhau thoải mái. Phía bên này thì chủ nhà đang xây dựng một cái cửa hàng kinh doanh. Sau này có thể là cho thuê. Đây vẫn là nằm trong đất nhà chủ nhà. Đấy, Ngọc Huyền thấy đất ở Hà Nội đắt đỏ không? Rất đắt, nhưng mà em thấy là chủ nhà có một cái khuôn viên như thế này thì rất là tuyệt vời. Bởi vì đâu đấy 10 mét vuông thôi, nhưng mà tại khuôn viên tại Hà Nội cũng rất là đắt. Dạ. Ở phía bên này là cổng hàng rào đi vào. Đó, cổng hàng rào đi vào. Chúng ta thấy cái việc cốt nền giữa nền đường và nền sân, Ngọc Huyền thấy cao không? Rất là cao ạ. Đâu đấy nó rơi vào tầm 35-40cm. Cái mục đích tại vì sao? Thứ nhất là mưa, gió, thoát nước tại Hà Nội rất là khó. Cái việc mà thoát nước theo những cái đường ống cống thoát nó rất dễ nó bị ngập, nên là việc mà chủ nhà được các anh em kiến trúc sư tư vấn là lấy cái cốt nền cao lên thì nó vừa tránh bụi mà vừa sau này ngoài đường có thể tân cao mình không vấn đề gì. Đây là hình 3D công trình này. Đây là công trình 3 tầng. Về cái xu hướng ngày nay thì đa số các khách hàng ở bên Mark Home sẽ lựa chọn công trình 3 tầng nhiều hơn so với lại 5 năm, 10 năm trước đây. 5, 10 năm trước đây thì mọi người thường hay sử dụng công trình 1 tầng và 2 tầng. Nhưng mà với ngày nay Ngọc Huyền thấy là công trình 3 tầng là sử dụng rất là nhiều. Đây, chủ đầu tư là anh Tuấn, địa chỉ là tại xã Hà Hồi, Thường Tín, Hà Nội. Công trình được anh em xây dựng trong vòng 6 tháng. Đến ngày hôm nay là xong đến 90% rồi. Đó, đây là anh Lâm giám sát kỹ sư. Phía bên ngoài ngoại thất thì công trình mang phong cách tân cổ điển. Ngọc Huyền thì thích phong cách gì? Em không thích phong cách hiện đại hơn. Thích phong cách hiện đại hơn đúng không? Giới trẻ mà. Còn đối với lại mọi người có tuổi một chút thì người ta sẽ thích phong cách tân cổ như thế này. Dạ. Và cái vị trí này sau này có thể đi được ô tô vào. Đó, bởi vì trục ô tô đi vào trong này rất là thoải mái, khuôn viên sân rất rộng. Vâng. Đi phía sau xem nào, phía sau khuôn viên khu đất. Anh em thấy công trình này rộng nhỉ anh nhỉ? Rất là rộng. Nếu như mà Hà tại Nội mà thế này thì tại một thủ đô của chúng ta mà thấy những công trình vườn như thế này thì rất là hiếm. Và bên này thì các anh em đang còn chưa hoàn thiện ổ điện này. Sau này thì lắp thêm mặt hàn và lắp thêm cái ổ chống giật bên ngoài. Dạ. Lắp thêm cái che chắn nước mưa phía bên ngoài. Đó. Phía sau đây thì đang còn một lối đi lại đây. Học viện để ý là đất Hà Nội nhưng mà vài chục phân như thế này là rất là kinh khủng rồi. Đó, hai nhà tiếp giáp nhau. Có một cái chi tiết mà em thấy là các kiến trúc sư của Mark Home chúng ta tính nó rất là kỹ lưỡng, làm sao để cái phần độ đua của mái ấy nó sẽ chỉ trong cái địa phận gia đình nhà mình thôi. Chính xác. Không bị tròn một bên. Khi mà chúng ta trừ lại một khoảng cách như thế này, một là nước mưa không chảy ra nhà hàng xóm, hai là có thể mở được cửa sổ và có thể đi vào trong này để lau chùi được. Thì mọi người để ý là mới lên một lớp sơn lót thôi nhé, chưa phải là sơn phủ màu. Chúng ta đang còn 2 đến 3 lớp lót sau đấy lên lớp phủ màu nữa cơ. Cái gạch ngoài trời đây Ngọc Huyền thấy là sử dụng cái gạch dạ đá này rất là đẹp nhỉ. Dạ vâng, thường thường là trong tất cả các thiết kế hôm thì bao giờ cái phần dưới chân này thì cũng sử dụng gạch dạ đá hết anh ạ. Một cái điểm cộng anh rất là thích ở đây chính là cái lợi chỉ đá. Đấy. Dạ. Đó, cái lợi chỉ đá này làm rất là cầu kỳ và nó có một cái vẻ ăn nhập với là phong cách tân cổ hơn. Dạ. Đó, chúng ta đi sang phía bên hông. Ở phía bên này thì có vẻ rộng hơn. Phía bên này thì nguyên cái phần sảnh phụ chúng ta
đuôi phía bên này, tức là toàn bộ kích thước nhà sẽ được đẩy lùi về phía sau. Đối với lại những ngôi nhà mà không vuông ấy, những ngôi nhà mà kích thước đất nó bị méo, thì trong các video thiết kế nhà đẹp với tôi đã nói rồi, cái cách để mọi người lấy là ít nhất chúng ta lấy với hai cạnh song song. Ở đây là chủ nhà đang lấy cạnh phía trước và cạnh ở phía sau nhà, tức là lấy hai cạnh song song với lại trục đường hoặc là trục đất, thì chúng ta sẽ có trừ lại những khoảng còn lại thì chúng ta sẽ còn những cái không gian sân vườn. Đó. À, ngoài này sẽ là sân ướt anh ạ. Đúng rồi, đây là một khu vực sân ướt. Các kiến trúc sư rất là tinh tế. Chúng ta hạ cốt và chúng ta để lại một cái đường cấp nước ở phía bên trong này, và có một cái lối thoát đây. Cậu Huyền thấy lối thoát không? Đó, phía khu vực này thì hoàn toàn có thể là bố trí những cái xích đu hay là cây xanh. Nếu mà anh thì anh rất thích cây xanh. Dạ. Bởi vì tại Hà Nội thì khá ít cây xanh. Tất cả những cái phào chỉ anh đánh giá rất là cao, bởi vì tay nghề thợ không phải đơn giản để có thể tự đắp tay được những công trình như thế này. Nhà này em nghe nói rằng gia chủ rất là hài lòng nhé. Sau một thời gian làm việc tích góp thì xây dựng được một ngôi nhà như thế này. Tất cả các ô cửa sổ Mark Home đều có những cái gờ phào chỉ bảo vệ ngăn nước mưa và mang hình thức trang trí. Hệ cửa nhôm chúng tôi thì đang sử dụng là nhôm hệ sinh pha cao cấp, kính là kính an toàn, kính cường lực. Đơn giá thì nó chỉ dao động tầm cả 1,7 triệu đến 1,9 triệu thôi một mét vuông. Đây mà Ngọc Huyền chúng ta vào trong nhà cùng với lại quý vị khán giả. Vâng. Ở phía bên ngoài cửa chính chúng ta là sử dụng là cửa khóa vân tay và sử dụng những bộ cửa gỗ tự nhiên. Thực tế thì đối với lại cá nhân của anh đi, anh không thích sử dụng những bộ cửa gỗ tự nhiên, bởi vì khí hậu Việt Nam mình nó quá khắc nghiệt. Sử dụng sau 2-3 năm chúng ta sẽ biết ngay những cái thớ gỗ nó sẽ không còn độ ổn định. Nhưng mà đây thì chủ nhà vẫn thích sử dụng cửa gỗ tự nhiên. Nên là chúng ta mình sẽ tôn trọng ý kiến của chủ nhà. Đúng rồi, nên tôn trọng. Dạ. Còn với bây giờ chúng ta sử dụng cửa thép vân gỗ nó giống hệt như cửa gỗ tự nhiên rồi. Vâng. Cũng không có gì khác biệt nhưng mà nó lại bền. Bước vào trong phòng khách đây. Một cái bộ đèn chùm ngay chính giữa phòng khách, rất đẹp. Nói chung là phong cách tân cổ nó được lặp đi lặp lại từ bên ngoài tới bên trong, tới những cái phào chỉ bên trong nội thất nó cũng được lặp đi lặp lại. Thì Ngọc Huyền thấy cái bộ ghế chính của gia đình nhà anh thấy khủng chưa? Khủng anh ạ. Và hiện tại đang trong quá trình lắp đặt nội thất đấy. Và ở công trình này thì bên công ty của chúng ta sẽ có thiết kế thi công trọn gói cả cái phần ngoại thất phía bên ngoài và nội thất phía bên trong đúng luôn. Đúng rồi. Anh thấy rất ăn nhập rồi đúng không? Nói chung có bàn tay kiến trúc sư thì bao giờ chúng ta thấy được cái sự ăn nhập. Đặc biệt có một cái tiểu tiết là Ngọc Huyền cùng quý vị khán giả để ý này, những khe rèm. Chúng ta đều làm giật lại những ô khe rèm. Mục đích là sau này chúng ta treo những cái hệ suốt rèm nó sẽ không bị lộ cái gáy, không bị lộ những cái thanh suốt ra, và nó giấu luôn âm ở phía bên trong. Đấy, nó vẫn thể hiện được những cái phù điêu phào chỉ bên ngoài, nhưng mà nó vẫn giấu được cái họa tiết ở phía bên trong nhà. Thẩm mỹ hơn anh nhỉ? Đúng rồi, thẩm mỹ hơn. Đây là khu vực phòng khách, kệ tivi và khu vực bàn ăn. Khu vực phòng khách và kệ tivi chúng ta có một cái bộ gọi là một cái bức vách để ngăn cách giữa khu vực phòng khách và khu vực phòng ăn. Chào chị. Chào chị. Dạ vâng. Thì ở đây là chị chủ nhà đang nấu cơm. Đó, phía bên này là khu vực bộ bàn ăn. Và một cái điều đặc biệt ở trong cái thiết kế Mark Home ấy thì nó rất là thoáng. Ngọc Huyền thấy là phía sau này, phía bên hông đều là lấy được ánh sáng tự nhiên. Đây là một trong những cái điều quan trọng, bởi vì ánh sáng nó sẽ quyết định đến cái nguyên khí trong nhà. Nếu như một ngôi nhà mà bị tù động về ánh sáng thì ngay bản thân là không khí chúng ta cũng bị ẩm thấp. Nên là các thiết kế Mark Home là luôn luôn lấy tối đa cái việc lưu thông không khí, và không khí nó sẽ từ bên ngoài vào trong các hệ cửa sổ, vào trong những cái không gian và đi thoát ra bên ngoài. Đây, từ những đường cửa sổ chúng ta lấy ánh sáng và lấy không khí bình thường. Ở phía sau thì có một nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh ở Mark Home thì có một cái thiết kế khác biệt, đấy chính là cái lavabo của chúng tôi là sẽ đặt bên ngoài. Lý do tại vì sao? Tại vì không gian này là không gian chung. Nếu như mà thiết kế phòng master thì khác hoàn toàn. Thiết kế phòng master sẽ là cái bộ cửa ở đây đi vào, bởi vì phòng master thì chỉ dùng cho hai vợ chồng. Dạ. Nhưng mà đối với lại những không gian ở dưới tầng 1 hay là trên không gian công cộng ở trên tầng 2 thì bắt buộc chúng ta sử dụng như này, bởi vì nó là không gian sử dụng cho hai phòng. Thế Ngọc Huyền thấy khác không? Đây là có sử dụng thiết bị vệ sinh, gương Mark Home này. Đấy, lavabo, vòi. Đó. Đấy, đây là một trong những cái tôi đánh giá rất là hay mọi người có thể áp dụng. Bởi vì nếu như mà phòng dành riêng cho một người thì chúng ta không cần phải tách ra như vậy. Phòng cái này là phòng dành cho chị gái chủ nhà. Dành cho chị gái chủ nhà. Thì tận dụng lại một số cái đồ nội thất.
Ở phía bên này thì có một cái hệ cửa sổ rất là lớn, hệ cửa sổ rất là rộng. Và phía bên sau chúng ta cũng có một cái ô cửa sổ ngách, việc đối lưu không khí rất tốt. Nếu như mà chúng ta chỉ sử dụng một cái ô cửa sổ này thì không khí nó sẽ bị quẩn bên trong phòng, bởi vì chúng ta đóng cửa phòng lại thì nó sẽ bị quẩn trong phòng. Đấy. Ở phía đây thì đầu giường chúng ta sẽ không bố trí các ô cửa sổ nhé. Mọi người để ý này, sau ghế ngồi sofa hay là sau các cái kệ giường hạn chế bố trí những ô cửa sổ lớn, bởi vì theo phong thủy chúng ta là đầu giường phải tựa vào những cái bức vách hay là bức tường vững chắc. Nên là chúng ta lưu ý những vị trí như vậy. Và đi lên cầu thang, về lên trước đi. Dạ. Khu vực cầu thang thì bao giờ thì thiết kế của các anh em sẽ là lấy sáng ở phía bên ngoài để giúp cho cái cầu thang của chúng ta nó không bị tối, không bị đọng không khí hay là bị tù tùng. Tất cả những ô lấy sáng ở phía cầu thang nó đều giúp cho chúng ta không cần phải bật điện ban ngày. Đây là điện tôi bật lên trang trí đó, thực tế chúng ta không cần bật, nó vẫn là có ánh sáng. Khu vực cầu thang thì mình thấy có rộng không? Vâng, rộng, hai người lớn có thể thoải mái luôn anh. Em bê đồ vẫn thoải mái. Ví dụ như em bê đồ lên tầng 3 thắp hương các cụ vẫn thoải mái cho có thể người đi lại được. Đây sẽ không có tầng 2. Ở khu vực tầng 2 này thì khá là nhiều phòng ngủ anh ạ. Trên tầng 2 này thì các kiến trúc sư đã bố trí gồm 3 phòng. Một khu vực sảnh sinh hoạt chung đi ra phía ban công bên ngoài. Đây, khu ban công ở phía bên ngoài của chúng ta. Nói chung là với cái thiết kế nhà vườn thì Mark Home luôn ưu tiên rất nhiều những vị trí ban công. Anh Ngọc Huyền thấy có vẻ mát không? Nhà này hướng này cũng mát anh ạ. Bởi vì với những công trình nhà tại Hà Nội để mà tìm đến được những công trình nhà vườn thế này nó rất là hiếm. Phía bên này thì chúng ta sẽ có một phòng master. Đây là phòng ngủ chính này cho gia chủ. Đúng rồi. Dạ. Phòng này là phòng chính của vợ chồng với chủ nhà. Đúng rồi. Thì được ưu ái hơn đấy chính là có một không gian làm việc. Đây. Đây. Mọi người để ý là không gian bên này là không gian làm việc. Thực sự em rất thích không gian này anh ạ. À. Một cái nơi mà có không một gian... riêng một cái chỗ mình làm việc. Đúng rồi. Trong căn ở đây sẽ có thể bố trí được một bộ ghế, một laptop và là một máy tính bàn. Ngoài ra là có những cái huân huy chương, bức tranh kỷ niệm. Đấy, có ánh sáng bên này. Dạ. Đều có ban công. Ở đây thì có giường chính này, có bàn trang điểm này. Đó. Ở đây thì có hệ tủ quần áo, đặc biệt cái hệ tủ quần áo chúng ta làm rất sâu và rộng. Đây. Mọi người thấy là nó rất là chiều sâu. Đặc biệt là đây nó có những cái góc bo cong này, nó sẽ bảo vệ được cái phần an toàn đấy anh. Ngọc Huyền với quý vị khán giả để ý là cái mặt cánh chúng ta sử dụng sơn Inchem. Sơn này là sơn cao cấp nhất trong nội thất rồi. Em thấy cái độ mịn không? Inchem là nó như thế nào anh? Trong sơn nội thất thì có rất nhiều loại. Ví dụ như dòng sơn Inchem giống với sơn Mark Home thôi. Vâng. Giống với sơn Mark Home với lại sơn Zotun Dulux thôi. Inchem nó là một trong những dòng sơn cao cấp ở trong nội thất. Ngoài ra thì có S8 này, có S8 hay là có G7, những cái dòng sơn nói chung là chuyên dụng cho nội thất. Hoặc sơn 2K, đấy những cái dòng sơn sử dụng rất là nhiều. Phòng bên này là phòng cho cô con gái, cô tiểu thư ở nhà anh chủ nhà. Phòng bên này thì thiết kế nó đơn giản hơn một chút nhưng có bàn học. Vâng. Cũng có ban công. Nói chung là căn phòng nào anh cũng thấy là ánh sáng và không khí vào trong nhà rất là tốt. Đây, có ban công ra phía bên ngoài. Có một điều rất là thích trong những căn phòng ngủ là bao giờ cũng sử dụng cái phần tủ quần áo cao kịch trần phía bên trên nữa. Đúng rồi. Cái này thì các anh em kiến trúc sư đã tư vấn cho chủ nhà nên sử dụng những cái hệ tủ quần áo kịch trần. Và đặc biệt thì khi mà thiết kế như vậy chúng ta sẽ không thấy bị khuyết ở trong nhà. Phía bên này là phòng cho người con trai. Đây. Đấy, phòng cho người con trai. Thì các anh em thợ đang lắp nốt nội thất và đấu đường điện là bàn giao. Dạ. Đó. Nói chung là phòng cho người con trai và phòng mọi người trong gia đình đều thấy có một căn phòng rất là rộng. Đúng không? Vâng. Trong phòng này có nhà vệ sinh riêng. Có nhà vệ sinh riêng. Đấy. Còn ở cuối này. Đây, mời Caramel vào trong này. Trong phòng này thì chúng ta thấy là có một phòng vệ sinh và có hệ tủ quần áo cũng kịch trần vào trong này. Đây.
Đấy, và có phòng vệ sinh cũng rất là rộng. Anh em kỹ thuật thì đang lắp đặt ở phía trong này, lắp lốt cái phần bát sen và phần vòi. Đó. Ok, chúng ta đi lên trên tầng 3. À, Ngọc Huyền là thích nhất không gian này đây à? Vâng. Thợ bác Hùng đang làm. Đang lắp. Không gian này thì là khu vực phòng nhà vệ sinh chung dạ. cho hai phòng còn lại. Thì trong này có một vị trí bồn tắm này, vị trí vòi tắm và sen. Ở vị trí bồn sục này chắc là Huyền rất là thích nhỉ? Dạ vâng. Cái bồn sục ấy Mark Home đang có mọi người nhé. Có rất nhiều các chế độ, xông hơi, massage cũng có, sục rồi rất nhiều chế độ, kể cả là máy massage chúng tôi cũng có lắp đặt luôn. Thiết bị ở Mark Home đều có hết. Lên trên tầng 3, nhưng mà thật sự là nếu là cá nhân mình thì mình vẫn thích là lắp thêm một cái thang máy hơn. Yeah. Em cũng thấy thế, bây giờ đang xu hướng là có thang máy. Thực sự là đi đến 3 nhà, 3, 4 tầng, bước lên, bước xuống là thấy là hơi mệt đấy. Khu vực bên này là có khu vực sân chơi, bàn thờ. Đây, phòng thờ đây. Đó. Khu vực phòng thờ. Phòng thờ ấm cúng không? Đậm nên là truyền thống nhỉ? Đúng rồi, phòng thờ này mang phong cách truyền thống. Tức là những cái đồ này thì anh chị chủ nhà đều tận dụng lại. Đấy, Ngọc Huyền thấy đấy. Đều tận dụng lại từ nhà cũ. Nên nó vẫn toát lên một cái gì đấy rất ấm cúng, rất Việt Nam. Cái phần ban công ở phía trước này rộng nhỉ? Rộng và rất mát. À. Lên đến tầng 3 này mát vô cùng. Hướng này nó cũng mát này. Trên này thì sau sẽ bố trí một cái bộ xích đu. Kèm theo đấy là một cái bàn trà bé cho chủ nhà. Và trồng thêm một số loại chậu hoa lan. Đấy. Toàn bộ các cửa thông phòng đều sử dụng là cửa Mark Home, cửa composite. Ở đây là một phòng chờ, tức là phòng này thì chủ nhà đang tính phương án là sẽ sử dụng ví dụ là phòng cho khách hay là phòng cho người giúp việc. Đấy, gọi là không gian phòng chờ. Đấy, đây là các bộ bàn ghế cũ rồi, chủ nhà muốn tận dụng cũ. Nhưng mà không gian phòng nếu mà giúp việc thì hơi sang nha, tầm view quá đẹp. Có một cái rất là thích đấy chính là cái hành lang chung. Này, dạ. Ngọc Huyền thấy rộng không? Rất là rộng ạ. Đó, rất rộng. Bởi vì chúng ta bưng bê lễ hay bưng bê đồ cúng ngày lễ ngày Tết đi vào trong phòng vẫn là thoải mái. Đây có một phòng ngủ còn lại. Phòng này thì anh Tuấn chủ nhà cũng chưa, công năng cũng chưa dùng đến. Phòng này cũng chắc là dành cho khách sau này. Bởi vì anh cũng chưa dùng đến. Anh một người con trai, một người con gái và có thêm người nhà. Dạ. Đấy, và tất cả hệ tủ quần áo chúng ta đều có led. Đều có led âm. Có một cái điều mà muốn giới thiệu cho Ngọc Huyền đấy chính là phòng kho. Thấy không? Đối với những công trình nó lớn này nên phòng kho nên, nhỉ? Nên bố trí phòng kho. Bởi vì cái phòng kho này chức năng chúng ta sẽ cất giấu hay là để lại những cái đồ mà chúng ta chưa sử dụng tới. Ví dụ như quần áo mùa đông hay là những cái đồ quạt tivi ngày xưa. Bởi vì chủ nhà bản chất là không biết bỏ đi đâu. Còn nếu mà trưng bày những cái đồ này ra thì anh em bạn bè đến người ta sẽ chê ngay. Nhưng mà có những phòng kho thế này là rất tốt. Đó. Đây là một nhà vệ sinh chung. Đó, nhà vệ sinh chung thì có chậu đá âm. Mọi người nên sử dụng cái bàn đá âm này. Huyền có biết là lý do vì sao không? Không rõ. Bởi vì lau chùi nó dễ. Đây. Nếu mà em sử dụng cái bồn nổi thì cái phần chân ở phía bồn nó sẽ bị ố. Khi em sử dụng bồn âm mà quét như thế này, những đường chỉ này nó sẽ không bao giờ bị ố. Đấy, và đây là thiết bị Mark Home rồi, gương 3 chế độ, gương sấy 3 chế độ, rồi bàn, rồi bệt, đây là sen vòi. Đây sẽ là khu vực sân phơi à? Khu vực này là sân phơi, thì chưa lắp xong cái phần bảo vệ. Ông Huyền lưu ý đây đang còn bảo vệ những cái khung sắt hay là inox, chúng ta sẽ bảo vệ khu vực này để tránh cái việc một quần áo nó bị bay, hay là cũng an toàn hơn. Nói chung về công trình thì tôi với Ngọc Huyền vừa đi qua một vòng nhưng mà thấy cũng rất là ok rồi. Mới đang hoàn thiện đến 90% rồi mọi người ạ. Còn đâu đấy thì sau này chúng tôi sẽ tuốt tắt lại, lắp đặt thêm nội thất, tranh ảnh và đồ đấy co. Thì cũng rất là đẹp rồi, cho chủ nhà này cũng khá yên tâm. Hiện tại thì Ngọc Huyền đang đứng cạnh anh Lâm ạ. Đây là giám sát chính công trình, phụ trách gia đình của nhà anh Tuấn. Và chào anh Lâm. Chào. Anh Lâm cho em hỏi một chút là công trình này từ lúc mà anh bắt đầu nhận vào khởi công đến ngày hôm nay thì cũng sắp hoàn thiện rồi thì nó rơi khoảng tầm bao nhiêu lâu anh? Hiện nay là 6 tháng. 6 tháng rồi. 6 tháng của công trình tân cổ 3 tầng thế này thì thực sự rất là nhanh đấy ạ.
Dạ vâng, vậy thì có rất là nhiều khách hàng thắc mắc rằng là liệu rằng khi mà chúng ta xây nhanh như thế ấy, thì không biết là chất lượng công trình nó có được đảm bảo hay không ạ? Thế nên là chất lượng công trình thì xây như thế là khi mà nhận hồ sơ thì anh cũng đã lên cái tiến độ chi tiết từng giai đoạn một và đề ra cho các cái tổ đội là để đạt được cái tiến độ mà mình đề ra, thì cái việc delay nó thì chủ trí thôi chứ không nhiều, nên là dẫn đến là cái tổng tiến độ công trình của anh thì nó không ảnh hưởng nhiều. Về còn về chất lượng thì nó sẽ đảm bảo theo cái tiêu chuẩn của quy định xây dựng được, thế nên là rất là yên tâm về cái việc này. Dạ vâng. Anh có thể chia sẻ kỹ hơn một chút là cái phương pháp anh thi công công trình này được không, tại vì sao lại nhanh đến mức như thế? Tức là đối với anh ấy thì là đầu tiên là phải chuẩn bị, tức là các cái giai đoạn trước khi thi công đều là phải chuẩn bị cái vật tư vật liệu. Đối với phần thi công phần thô thì vật tư vật liệu cũng có sẵn tại địa phương thì không có, nhưng đối với phần hoàn thiện hầu như mọi người đều vướng rất nhiều về phần hoàn thiện. Vì sao? Vì khi phần hoàn thiện, khi mà mình chưa chuẩn bị được cái vật tư vật liệu nó đầy đủ, ví dụ như đây là anh chỉ ví dụ thôi, ví dụ như đối với cửa gỗ thì mình phải chuẩn bị là trước khi mà mình phải đá, tức là với công ty mình khi mà thi công thì mình đã biết rằng là trong hồ sơ mình có đó, thì cái đơn vị thi công cái cửa này nó phải chuẩn bị, tất cả phải chuẩn bị từ trước, đến khi mà có cái cốt nền có thể để thi công được thì việc bắt tay vào thi công thôi, chứ không cần phải đi đến cái giai đoạn chuẩn bị vật liệu nữa. Cái đó mới là cái và khi mà anh trong quá trình thi công thì anh cũng sẽ tư vấn với chủ nhà nên dùng cái gì, thì khi mà chủ nhà quyết định rồi thì mình cứ thế mình thi công thôi, chứ mình không phải là đối với có cái hồ sơ thiết kế rồi được tiện cái như thế, tức là mọi vấn đề đều được tư vấn từ khi công thiết kế rồi, đến giai đoạn thi công thì anh chỉ nhắc lại và tư vấn lại cho chủ nhà thôi. Thì cái giai đoạn đó thì mình dự cái giai đoạn đó là cái giai đoạn mất nhiều thời gian, còn giai đoạn thi công thực tế thì đối với mỗi hạng mục thì nó có quy định rồi thì mình cứ tuân thủ theo là ấy thôi. Chứ còn giai đoạn chuẩn bị, nếu mà như anh đi thi công nhiều thì cái giai đoạn chuẩn bị mới là cái giai đoạn mà mất nhiều thời gian, chứ không phải là cái giai đoạn bắt tay vào thi công. Ví dụ như công trình này từ khi mà anh sơn lót xong mà đến nay nó rơi vào 2 tuần, nhưng mà anh đã hoàn thiện sơ bộ là cách đây 1 tuần, bây giờ anh mới quay lại đấy. Tức là các hạng mục cửa đá, cửa cầu thang, cửa composite rồi cửa nhôm, tất cả mình đã chuẩn bị trước khi mà cái giai đoạn mình bước chân. Đấy cũng là một cái phương pháp mà để giúp cho là mình thi công một công trình mà nó vừa nhanh này mà chất lượng vẫn rất là đảm bảo, đúng không anh? Dạ vâng. Vậy thì trong quá trình mà xây dựng công trình này thì không biết anh có gặp vấn đề gì khó khăn không? Hiện nay là trong quá trình này, xây dựng công trình này thì hầu như thì cũng có một số cái vướng mắc thôi, nhưng mà về khó khăn thì nó không tức là được chủ nhà rất là tin tưởng và trao trọn niềm tin cho Mắc Hút. Nên là về cái khó khăn thì thực ra là cũng có một cái vướng mắc nhỏ nhỏ thôi, nhưng không còn chủ nhà tin tưởng tuyệt đối, tin tưởng tuyệt đối kỹ thuật, tin tưởng tuyệt đối công ty đối với công trình này. Dạ. Được cái như thế thì tạo lòng tin cho là để cho gây kỹ thuật vững tin hơn để làm việc tư vấn tốt về chủ nhà thôi. Theo như em có tìm hiểu thì đối với gia chủ chúng ta là một người rất là khắt khe, rất là kỹ tính đấy, trong từng chi tiết. Cho nên là khi mà làm công trình này thì không có áp lực gì không? Hiện nay thì như anh nói đấy, quan điểm của anh đi thi công ấy, là trước khi mỗi anh làm cái gì cho trong một ngôi nhà thì anh đều tư vấn cho chủ nhà. Ví dụ cái cột này đắp như thế nào, đắp ra làm sao, kích thước như thế nào, sơ bộ cho chủ nhà, tức là chủ nhà nhìn từ bản vẽ này. Dạ vâng. Xong cái bản vẽ kỹ thuật thì không phải ai cũng xem được bản vẽ kỹ thuật. Dạ. Nhưng mà với anh thì anh sẽ nói chuyện trước chủ nhà. Ví dụ như anh đắp cái cột này, giả dụ vậy đi, thì anh sẽ đắp trước một cái cột gọi là ở thành phụ trước. Cái chủ nhà ok phát thì, hoặc là đắp phào thì anh sẽ chuột đắp một cái khung phào trước, chủ nhà ok anh sẽ đắp. Đấy là phương pháp thi công của anh đối với tất cả công trình. Có nghĩa là lúc nào thì mình cũng phải hỏi ý kiến của chủ nhà, đúng không? Đúng rồi. Và... cái bao giờ thì cái chủ nhà khi mà người ta ví dụ người ta hài lòng, đấy mà cái đích của mình hướng tới, đúng không anh? Dạ vâng. Vậy thì một công trình khủng này thì anh có thể bật mí sơ sơ một chút, đó chính là cái kinh phí để xây dựng một mỗi công trình nó như thế này được không? Hiện nay thì là kinh phí của công trình này nó rơi vào tổng diện tích xây dựng nó là rơi khoảng 370 m², và kinh phí của xây dựng này là 2 tỷ 3 năm. Ôi.
gần vậy là có như là gần 400 mét vuông rồi còn gì nữa. Được, mà khoảng mới có hơn 2 tỷ thôi, 2 tỷ 3 thôi. Vâng, khoảng 2 tỷ 3. Thì thực sự thì đây là một cái công trình mà có một cái giá khá là phải chăng. Mà thực sự em không nghĩ là chỉ có hơn 2 tỷ đồng mà có một cái mẫu công trình đẹp như thế này đâu. Wow. Thế có nghĩa được rằng là đấy, vì nhiều người rất là thắc mắc rằng là khi mà thi công trận gói không biết là có đắt hơn so với tự thi công không. Thì tôi nghĩ rằng là thông qua video này chắc hẳn là quý vị đã có câu trả lời rồi đúng không ạ? Đấy. Mức giá rất là phải chăng và đặc biệt thì không bao giờ sợ bị cái tình trạng là phát sinh nữa. Đúng rồi. Dạ. Vậy thì trong quá trình mà anh tập kết nguyên vật tư vật liệu ở đây ấy, thì gia chủ có được trực tiếp kiểm tra không anh? Hiện nay là như anh nói ngay từ đầu đấy, phương pháp thi công của anh rất rõ ràng, tức là trước khi đưa bất kỳ cái gì vào công trình đều phải được sự đồng ý của gia chủ. Và nếu vì thực ra là gia chủ thì ít người có thể am hiểu về vật liệu, anh sẽ là người trực tiếp tư vấn, đưa ra cái tư vấn cho chủ nhà và chủ nhà đồng thời là sẽ đi tìm hiểu và kết hợp lại và đến cuối cùng sẽ chọn được vật liệu. Như anh nói đấy, cái giai đoạn đó mà giai đoạn lâu, nhưng mà khi mà mình đã có sự chuẩn bị rồi thì mọi thứ khi mà vào việc thì rất là nhanh. Vâng ạ. Anh Lâm cho hỏi là anh Lâm thuộc công ty Mắc Hôm mấy ạ? Mình là Mắc Hôm 8. Mắc Hôm 8 đúng không ạ? Dạ vâng. Xin chia sẻ với quý vị một chút ạ. Mắc Hôm 8 thì cũng là một trong những công ty mà trong thời gian vừa qua đấy ạ, được rất là nhiều khách hàng đánh giá cao về đội ngũ thi công này, cũng như tay nghề này và chất lượng công trình nữa. Vậy thì nếu như mà quý vị nào sắp tới ấy, mà muốn có thiết kế thùng trận gói này và muốn có nhờ là công ty Mắc Hôm 8 xây dựng được gặp gỡ trực tiếp anh Lâm ấy, thì có thể là gọi điện ngay hotline của công ty chúng tôi nhé. Vâng, xin cảm ơn anh Lâm rất là nhiều ạ. Dạ vâng. Quý vị thân mến, vậy là vừa rồi thì Ngọc Huyền đã cùng với lại anh Tuấn đến ghé thăm trực tiếp công trình của gia đình nhà anh Nguyễn Mạnh Tuấn ạ, có địa điểm tại khu vực Thường Tín, Hà Nội. Và đây thì sẽ là một công trình nhà mái Nhật được 3 tầng thiết kế theo phong cách Tân cổ điển. Phong cách này thì chắc chắn cũng sẽ là xu hướng trong tương lai rồi. Bởi vì với những công trình tại phố thì chúng ta biết là diện tích không có quá nhiều và cũng không có quá nhiều sân vườn, nên là việc xây cao tầng là việc giải pháp tối ưu cho những công trình tại Hà Nội, tại Thành phố Hồ Chí Minh. Và theo nghĩ là cái xu hướng trong tương lai thì những công trình 3 tầng thậm chí là 5 tầng theo hệ mái Thái, mái Nhật vẫn rất là nhiều. Đó, nên là công trình này xem qua Ngọc Huyền thấy ưng ý không? Dạ vâng, em rất là ưng ý. Thực sự đây là một công trình mơ ước đấy ạ. Công trình này thì hiện tại đang còn rất nhiều việc cần phải làm trước khi hoàn thiện bàn giao. Dĩ nhiên là sau khi mà xong tất tật thì chúng tôi trở về để quay lại một lần nữa. Video ngày hôm nay thì tôi xin tạm dừng tại đây thôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số tiếp theo.